Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire ra mắt chúng ta đó là sự kiện tung xúc sắc trúng ảnh động chất. Đấy, nghe vẻ được đó anh em. Và sự kiện là xúc sắc kỳ diệu thì nói chung là cái sự kiện này nó cũng đơn giản thôi. Đấy, nếu mà anh em nào nhìn vào đây nó hơi bị lú tí ấy, thì cái sự kiện này nó như này. Tức là chúng ta sẽ có một cái xúc sắc 8 mặt và cái xúc sắc này, mỗi cái xúc sắc nó sẽ tương ứng một lượng sao khác nhau. Và cái lượng sao này chúng ta có thể tích lũy để mà có thể đổi được đó là quà. Nếu mà chúng ta quay ra hên mà quay đúng là cái mặt xúc sắc mà có quà ấy, chúng ta được lấy luôn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ ra sao. Ví dụ như là cái ô 8 sao thì nó sẽ là hành động rồng lộn. À quên nhầm, nó là hành động tứ linh. Tiếp theo nó sẽ là cái bộ ma pháp sư ở vị trí số 2. Đấy thì cũng sẽ được thêm 8 ngôi sao. Số 3 sẽ là hành động nhảy chân đánh đàn. Đấy, tiếp theo là hành động gọi là mở rất nhiều màn hình. Đấy, rất nhiều màn hình. Thì đó, số 3 và số 4 thì mỗi hành động này được cộng 3 sao. Còn những hành động còn lại cũng toàn 1 sao. Đấy, nói chung là nó cũng hơi đuối anh em ạ. Đấy, toàn ô 1 sao. Rồi ôi, xúc sắc lừa thế nhở. Quả xúc sắc khá lừa đến từ vị trí Ria Gaming. À quên nhầm, đấy là vị trí của Gaina Free Fire. Đấy, còn Ria Gaming thì không lừa các bạn gì cả. Mất tiền thì còn lừa cái gì. Đấy, ok con dê. Thì đấy là cái sự kiện đấy, cứ đổ xúc sắc thôi. Đổ này, ơ kìa, chúng được quả ấy kìa anh em. Và úi giời, chúng được hai hành động rồi. Ui thơm rồi, thơm rồi. Tứ linh hội tụ và 90 kim cương, chúng ngay được hai hành động. Ôi thơm. Đấy, thơm thật sự, thơm thật sự anh em ạ. Quá ngon đội bán son. Nhưng mà đây tôi để ý nhá, là có hai cái thứ mà không nằm ở trong mà bắt buộc phải quy đổi. Một là cái hành động điều khiển mà nó gọi ra bốn cái con máy bay ấy mà để nó bắn ấy. Đấy thì là không được đổi, là không nhận được một phát luôn. Hai là cái bộ đồ ma pháp sư nữ là cũng không nhận được luôn. Đấy, bộ thuật sĩ nữ, thuật sĩ là không có, không thể là một phát trúng luôn. Đấy, nó bắt buộc chúng ta phải đổi. Đấy, khó quay, không may không quay đâu số 2 nhỉ. Bây giờ đấy lại trong tầm kiểm soát này. Đấy, liên tục ra hành động anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cũng rẻ. Ví dụ anh em nào mà muốn lấy hành động tứ linh hoặc là mấy cái hành động số 1, số 3, số 4 ấy thì lấy nó cũng dễ thôi. Đấy, trong khi đó thì cái hành động mà gọi ra nhiều máy bay thì hành động gọi là điều khiển tất cả ấy, hình như là chúng ta sẽ không thể nào mà mở ra được luôn. Đấy, mà chúng ta sẽ phải đổi bằng sao. Nào, tích cực quay tay, vận may chưa tới. Nhưng mà cái vòng quay này mà để mà tích lũy lượng sao ấy, cá nhân tôi thấy là nó hơi ít. Tại mỗi lần quay được có độ chục sao. Đấy, mãi em được 133 anh em ạ. Trong khi bộ đồ nam tận 240. Ôi dồi ôi luôn. Tận 240, chơi bời cái gì nữa anh em. 240 thì còn cái nịt thật. Đấy, thấy lại tứ linh hội tụ rồi. Tứ linh hội tụ liên tục. Đấy, mỗi lần hội tụ được 8 sao. Đấy, lại trong tầm kiểm soát. Ôi dồi ôi. Đấy, lại trong tầm kiểm soát tiếp. Công nhận là cái tỷ lệ mà ra số 1 và số 4 rất là nhiều nhá. Số 3 với số 2, số 2 chưa thấy ra phát nào. Đấy, lại trong tầm kiểm soát tiếp. Nó ra nó phải gọi là liên tục tục. Đấy, nó ra liên tục tục luôn. Ôi ôi, mãi chưa ra. Ra đi bạn ơi. Đấy, lại tứ linh hội tụ mệt mỏi thật sự. Lại trong tầm kiểm soát. Đấy, cứ số 1 với số 4 là ra liên tục tục luôn. Mãi không thấy số 2 với số 3 đâu. Đấy, số 2 thôi rồi. Tôi quyết định là sẽ dùng sao để đổi bộ ma pháp sư. Đấy, dùng sao để đổi bộ ma pháp sư nha anh em nhá. Như vậy là chúng ta vẫn thiếu tôi vẫn thiếu một cái hành động gì phải. Và mình vẫn thiếu hành động. Ở đây mình mới lấy được có 3 hành động thôi. Đó là hành động tứ linh này, hành động trong tầm kiểm soát này. Đấy, với là hành động dùng chân đánh đàn. Đấy, hành động đánh đàn dùng chân. Hành động này hồi xưa ra, hồi xưa là miễn phí sao nhỉ? Tôi không nhớ lắm. Đấy, phải lấy nốt. Tôi chưa có cái hành động máy bay kia. Tôi chưa có hành động dùng mấy con drone thính để nó gọi là bay quanh đầu kia. Hành động đấy mới ngầu. Hành động đấy ngầu thật sự luôn. Tôi không nhớ là hành động đấy đã từng bán ở server Việt Nam bao giờ chưa. Đấy, hình như là chưa bán hay sao nhỉ? Hình như là chưa bán hay sao ấy. Đây, hành động giải mã. Đấy, quy đổi ngay. Tươi ngay. Được chưa? Được rồi chưa anh em? Đấy, còn 131 sao. Đổi nốt bộ ma pháp sư nhỉ? Quay nốt nhá. Test nốt tỷ lệ, mình đã test đến đây rồi, tội gì không test nốt anh em. Đấy, ui, lại trong tầm kiểm soát, một phát số 2 xem nào. Lại trong tầm kiểm soát tiếp anh em ạ, mệt mỏi thật sự. Đấy, nó chỉ ra cái trong tầm kiểm soát thôi. À, tiếp đây, ui, vẫn chưa ra rồi.
Hai bạn ơi, ra đây, tích cực quay tay, vận may chưa tới. Đấy, chưa tới anh em ạ, khó thật sự. Thề luôn một phát để trúng luôn được bộ ma pháp sư, tôi nói với anh em khó hơn lên trời. Đấy, khó hơn lên trời, vòng quay này nó cũng hơi lươn. À, nói thật với anh em, vòng quay này nó cũng có một cái độ lươn nhất định. Vòng quay này nó độ lươn nó rất cao, tôi quyết định là mình sẽ quy đổi luôn. Đấy, quy đổi luôn, ok con dê, thế là đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đây. Bộ này, bộ ma pháp sư nhá. Đấy, bộ ma pháp sư, bộ mư pháp sa, ma pháp sư, được của nó luôn, tay đeo con sói luôn. Thì cái bộ này trông nó hơi giống nhân vật Geralt Chivia của xứ trong phim Geralt Chivia là trông giống cái phim gì nhỉ, phim thợ săn quỷ ấy, đấy, thợ săn The Witcher ấy, đấy, trông hơi bị được, đấy, đây là hành động, anh em thấy có hành động chưa, hành động hơi bị chuốt, đấy, sợ. Đây, hành động giải mã hơi bị chuốt luôn, chiếu vào đầu anh em ạ. Gọi ra một loạt các drone thính bay bay, gọi ra một loạt các drone thính bay bay, hành động hơi bị chuốt, hành động này đáng tiền lắm. Ê, chạy đâu lao đi, kinh đấy, lao kinh các bạn ơi, lao kinh các bạn ơi, ui lao ghê của nó đấy. Làm sao, làm sao một thằng địch hơi ngáo rồi, hai thằng, ba thằng, ba thằng ngáo với chúng tôi này, ngáo với chúng tôi để mình giải mã các bạn xem. Ai xôi xôi gọi cho một đống drone, ai xong rồi tự nó lại quay vào mặt mình. Quả hành động tếu thật sự ạ. Đấy, ui rồi kim yêu hoảng rồi, và mỗi Vân với mình với Đông Cute, Đông Cute là Đông Teku, ui địch đâu rồi. Còn một thằng nữa anh em ạ, và một thằng nữa nó vẫn đang đi trốn, nó vẫn đang có tí đi trốn rồi. Đấy, một pha đẩy lên đến vị trí Riaki mà anh em thấy tổ quả súng quỷ quyệt trông được. Đấy, MP5 quỷ quyệt trông được của nó luôn, cộng thêm với Thompson kim long. Lên nào bạn ơi, lên nào bạn ơi. Nói chung bộ ma pháp sư này theo tôi đánh giá là trông nó cũng được, anh em thích thì lấy, không thích thì cũng chả sao. À đây rồi, địch kìa, địch đây rồi. Ui ui, chưa thể one shot à, bắn phát mất nửa mình, bắn phát mất nửa mình của mình luôn ạ. Sợ thật đấy, ảo thật đấy, thằng bắn phát mất nửa bình mình luôn, dã man. Ôi ôi hay quá, Vân đã có mình mạ gục rồi, Vân víu víu. Đấy, Vân trong này mặt cái kiểu mặt dễ thương ấy, làm cái quả tên. Đấy, anh em để tôi biểu diễn hành động anh em xem. Đấy, rồi, đây, biểu diễn hành động cho anh em xem này, hành động mà hết nước trầm luôn. Đấy, quả hành động đỉnh luôn, xoay, xoay, anh em thấy quả hành động chưa? Ui ôi, bấm bấm. Xong rồi bị mấy con này tự nó chiếu vào đầu ạ. Buồn cười thật sự, quả hành động ấy vui thật sự ấy. Và ui rồi ôi, nắm tay lại phát biến mất hết luôn. Ở trong phiên bản tới ấy, thì chúng ta sẽ có trong OB32 ấy, thì cậu Groza nó sẽ có một phiên bản mới, nó tên là Groza X nha anh em nhá. Và Groza X nó sẽ tăng tốc bắn và sát thương, thì không biết là tại sao mà Nafi Fai sẽ ra những cái skin súng đó, à những cái súng đó. Đấy, thì có lẽ là bây giờ Groza với cả SVD bên Anna thấy nó hơi yếu ấy chăng. SVD sẽ ra phiên bản SVD-E, và phiên bản SVD-E thì sẽ tăng cho chúng ta đó là khả năng bắn xuyên bom keo đấy và gây sát thương ở đối thủ. Trong khi đó thì Groza X thì sẽ tăng tốc độ bắn và sát thương. Đấy, bây giờ Groza còn tìm ở phiên bản Groza hàng hiệu cơ. Đấy, Groza X cơ, nhưng không biết là Groza X thì làm sao mà nó rơi trên bản đồ được, hay nó sẽ chỉ xuất hiện trong hòm thính thôi. Đấy, úi dồi ôi, làm gì đây, không bắn à, AFK chơi lầy thế nhở, chơi AFK, chơi bởi thế, chết. Ai bạn chơi này mất hết cả hứng của tôi. Ấy chà, ấy chà, địch kìa, địch chạy khá căng. Ui địch, ôi sao tim mình bị thịt rồi. Đấy, hay quá, kim ngưu như đã có bình mạ gục rồi, hay quá rồi, chết như chó lão hạt rồi anh em ạ. À, một pha đẩy lên đến vị trí Oriaki, cứu Vân phát nhở. À Vân, kìa kìa, con Vân làm gì đấy, con Vân này. Vâng, xuống đây, cứu, kìa, lại không thích cứu à, không thích cứu thì mình đi luôn, bạn không thích cứu thì thôi. Tầm này bạn, mình nhảy ra cứu, nó lại cứ bò bò cái mép anh em ạ. Bạn không thích cứu thì thôi, ôi rồi ôi, bé cưng với chúng tôi, bé cưng với chúng tôi, một pha nằm ngay,
Ai 3-0, trận này win là dễ, game là dễ anh em. Game này là dễ thì Groza ấy mình nghĩ là tăng thêm tốc bắn và sát thương là hợp lý. À, nhưng mà nó sẽ là phiên bản Groza đặc biệt và phiên bản Groza đấy thì có thể nó sẽ chỉ nằm trong thính mà thôi. Ai nó sẽ chỉ nằm trong thính, nói chung là cũng cũng hay hay. Đấy, nó chỉ nằm trong thính thì nói chung là nó cũng sẽ là một cái điều gì đấy mà nó cũng khá là xịn sò con bò. Đấy, xịn bò con sò, xịn sò con bò. À, một pha đẩy lên đến vị trí Uria kia mình, streamer gà nhất Việt Nam. Hôm qua các bạn hỏi là tại sao tôi cứ tự nhận là streamer gà nhất Việt Nam, nhưng không phải là tự nhận bạn ạ. Mà cái đấy là có nhiều người ta công nhận về điều đấy. Ví dụ như bây giờ các bạn bắn xem YouTuber, các bạn sẽ thấy nhiều các bạn bắn hay lắm. Nhưng mà bây giờ để tìm một người bắn gà như tôi hơi bị khó. Làm sao? Một viên vào đầu. Làm sao? Mày bay vào đây, mày bơi vào đây. Cậu bơi vào đây, cậu cân hết. Đấy, bơi vào đây, cân hết nhá. Cân từ Hàn Z luôn. Đấy, vào đây. À, mày vào đây. À, chưa vào à? À đây rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Làm sao? Làm sao? Ui, không cần nó rồi. Không cần nó rồi. Cứu. Và Vân Kim Ngưu, Kim Ngưu hai trái tim cứu mình bạn ơi. Kim Ngưu hai trái tim cứu bạn ơi, hay quá rồi. Và Kim Ngưu dường như là đang gây rất nhiều sát thương ở vị trí hữu địch. Đấy, nhưng vẫn đang có những pha nhảy nhót, bắn nhau căng đét và khá là lẹt vào múa may. Và múa may hay quá, Vân lại có đây mình mạ cùng nữa. Tuyệt vời Vân. Đấy, Vân bắn phải như thế chứ. Và thanh niên bên kia là DGM đệ Cú Tứ. Đệ Cú Tứ thì chưa ăn thua. Đấy, đệ Cú Tứ tôi nói với anh em mà chưa ăn thua. Đấy, Cú Tứ vào đây bắn nó chưa chắc ăn thua, đừng nói đệ Cú Tứ. Đấy, ok rồi, bé cưng là người vừa bị hạ gục. Đấy, địch đâu nhỉ? Và còn bạn nào ra đây nốt bạn đây. Ôi, shotgun à? Shotgun với chúng tôi này. Đấy, ngon ngay ngon ngay. Xoay. Anh em thấy quả hành động này được không? Hành động này quá được luôn, bộ trang phục này trông đẹp. Trông khá đẹp nhưng mà tôi nghĩ là đáng tiền nhất là quả hành động này. Đấy, tự nhiên bị gọi là chiếu vào người, bị chiếu vào, trông hay thật sự ạ. Và quá hay đội bán thịt say. Ok, một số thông tin thêm về bốn khẩu súng thì hôm qua mình cũng đã có hé lộ cho anh em. Thì trong đó thì SVDE sẽ có khả năng bắn xuyên bom keo gây sát thương ở đối thủ. Đấy, nhưng mà sẽ có lẽ chỉ bắn xuyên bom keo như M82B thôi. Đấy, trong khi đó thì Groza X sẽ tăng sát thương và tốc độ bắn, tăng sát thương dành cho M249X. M249X mà tăng thêm sát thương ấy, sấy bom keo cho một nốt nhạc thì bay keo. Đấy, một hai nốt nhạc chắc là bay keo anh em ạ. Và tiếp theo thì đó là sau khi cải tạo và biến đổi thì M187 sẽ chứa 3 viên trong băng đạn. Thì nói chung là M187 này nó sẽ tức là ở đây tôi hiểu ấy là khẩu M87 gốc ấy là nó sẽ vẫn có 2 viên đạn thôi. Và sau đó chúng ta phải dùng cái gì đấy nâng cấp. Đấy, ví dụ như dùng su chip nâng cấp thì M87 phải có 3 viên đạn. Đấy, tức là phải nâng cấp nhá. Tức là phải là súng M187 có sự nâng cấp bằng chip giống như là M431Z ấy. Đấy thì mới được. Đấy, chứ không phải là vừa vào phát có luôn đâu. Thì đấy là theo tôi đang hiểu là như vậy. Ok, và đó là số thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria kia mình, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.